Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Vican Immigration. Và ngày hôm nay tụi mình quay trở lại đây để tiếp tục chủ đề OIMP. Thì chủ đề ngày hôm nay là tụi mình sẽ nhấn mạnh hai stream, đó là Master Graduate, Master PhD với lại In Demand Skill Stream. Thì trước hết á, là mình muốn bàn trước về cái Master với là PhD. Thì anh có thể nói sơ cho mọi người biết về cái yêu cầu chương trình này không? Hình như là chương trình này nó cũng giống như là cái International Student Stream đúng không anh? Khác, nó khác với International Stream là tại vì thứ nhất là em phải có bằng Master. Cái đó là cái bắt buộc. Và em phải học cái bằng Master đó ở trong Ontario. Em không thể em học ở tỉnh bang khác được. Em phải tốt nghiệp một cái chương trình Master ở Ontario. Cái khác thứ hai là cái Master nó không yêu cầu em phải có công việc. Có nghĩa là căn bản là khi một cái bạn học và tốt nghiệp Master xong thì các bạn có thể apply xin định cư được liền theo cái chương trình Master mà không cần phải có công việc. Ok. Thế nó có giới hạn cái deadline cho mình nộp không anh? Cái này thì nó giống bên cái International Student Stream của Common Forum bên kia. Có nghĩa là đó mình vẫn phải apply trong vòng 2 năm kể từ ngày mình tốt nghiệp Master và tốt nghiệp PhD. Ủa vậy tính ra dễ quá ha anh, kiểu giống như là em đi background ở Việt Nam xong rồi em đã từng có bằng đại học, em apply đi học Master xong rồi học Master xong em apply PR, thế nó dễ như vậy ha. Em có biết là Master nó khó cỡ nào không? Để mà một bạn mà học được mà tốt nghiệp đủ chương trình Master thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên đó là do tại sao họ ưu tiên cho những bạn Master. Cái thứ hai nữa là hồi trước á, thì đúng là cái chương trình này về một cái góc độ nào đó là nó dễ, có nghĩa là chỉ cần mình học giỏi là được. Thì hồi cách đây 3-4 năm về trước thì giành giật nhau cái chương trình này rất là nhiều. Anh nhớ là kỳ mà làm cho bạn và anh cũng ngồi giành giật cái ticket. Tại hồi xưa cái hệ thống của Ontario là mình phải có cái ticket, có nghĩa là tới ngày đó nó mở Master ra, nó mở chương trình Master ra thì mình phải giành cái ticket. Mình có ticket được rồi thì mình mới nộp hồ sơ, mình có 21 ngày để mình nộp hồ sơ. Thì giành giật nhau nhiều quá cho nên là sau này thì Ontario nó thay đổi lại là nó cũng làm theo cái dạng profile và box giống như là Express Entry. Thì tùy vào cái profile của từng bạn, của mỗi bạn thì mình sẽ có cái số điểm và mỗi đợt nó sẽ bóc tùy vào cái số điểm. Vậy thì em thắc mắc là nó có yêu cầu là cái chương trình Master đó mình phải tốt nghiệp với một cái số điểm gì đó không? Hay là chỉ miễn là mình tốt nghiệp là ok? Nó không yêu cầu mình tốt nghiệp số điểm gì đó. Nhưng mà nếu như mình học trong những cái nhóm ngành mà có những nhóm mà ưu tiên thì cái điểm của mình trong cái profile nó sẽ cao hơn. Ví dụ mình cũng là Master nhưng mà ví dụ như mình làm trong cái học về science, học về health, học về technology chẳng hạn thì cái điểm mình nó sẽ cao hơn là những bạn học về art, về này nọ. Thì cái nhu cầu, cái công việc nó đang cần cái gì thì nó sẽ ưu tiên cho người đó hơn. Ok, thế thì về cái trường học thì sao anh? Có nghĩa là mình học trường nào mà có cái bằng Master là được không? Ontario thì họ hơi thiên vị về vấn đề địa điểm một chút xíu, cho nên nếu như mình học cái trường đại học mà nó không nằm trong GTA thì cái điểm mình nó sẽ cao hơn những bạn nào học những cái trường đại học trong GTA. Ok, em thấy ở trong cái điều kiện nó có một cái chi tiết đó là earning history. Thì anh có thể nói rõ không? Có nghĩa là họ không có yêu cầu là mình phải có công việc, nhưng mà họ hoàn toàn có thể chấm điểm mình dựa trên cái này. Thì đương nhiên là không bắt buộc mình phải có cái công việc để mình apply, nhưng mà cái profile của mình nó sẽ đánh giá toàn bộ cái hoàn cảnh của mình, cái hoàn cảnh cá nhân của mình, coi thử là mình có những đã từng có kinh nghiệm như thế nào, tiếng Anh như thế nào chẳng hạn. Thì nếu như mình có cái earning history có nghĩa là mình đã từng làm công việc và tùy theo mức lương của mình nữa, thì nó cũng sẽ đánh giá của mình, nó sẽ cho mình cái điểm tùy theo cái mức lương. Ví dụ một cái công việc của mình hồi xưa, cái công việc của mình cái mức lương mà nó cao thì mình sẽ được cái điểm nhiều hơn những bạn chưa từng đi làm. Thì mình thấy cũng hợp lý thôi, có nghĩa là những bạn đã từng có đi làm thì mới có cái earning history. Thì mình cái khả năng để hòa nhập, để mà kiếm được việc, để mà đi làm được thì nó sẽ dễ hơn những bạn mặc dù học được Master mà chưa có đi làm. Ok, theo như em biết là cái chương trình Master với lại PhD nó có thêm hai cái điểm hơi khó một chút, đó là một cái là về tiếng Anh với lại hai là phải có proof of fund đúng không anh? Đúng, có nghĩa là đối với những cái chương trình khác thì thông thường nó yêu cầu cái điểm tiếng Anh là cái COP nó nằm ở tầm 4 năm. Nhưng mà đối với Master PhD thì cái COP nó phải nằm ở mức là 7. Có nghĩa là khi các bạn dưới điểm 7
thì cái profile của mình về cái mặt tiếng Anh mình sẽ được 0 điểm, mình không có điểm nào hết. Cái proof of fund cũng vậy, cái proof of fund này mình cũng phải thỏa mãn được cái yêu cầu giống như bên Express Entry, có nghĩa là một cái hồ sơ mà một người thì thông thường nó nằm ở tầm khoảng 13.000 mấy trăm á, rồi cứ bao nhiêu người trong hồ sơ mình coi thấy cái mức của cái bảng của bên Express Entry mình tính được. Mà em thấy là đã qua đây mà học master mà tốt nghiệp rồi rất là khó, mà kiểu như là COB dưới 7 đúng không anh? Tại vì bản thân cái yêu cầu của chương trình master là nó cũng đã bắt mình là phải đạt cái, đúng rồi, COB 7 thì nó cũng là khoảng nghĩa khoảng 6.5 dài eo. Thì anh nghĩ là nếu mà những bạn nào đạt để thỏa mãn được cái yêu cầu mà vào cái chương trình master thì nó cũng đã nằm ở 6.5 rồi, tùy trường, có những trường nó yêu cầu cả 7 chấm. Thì anh nghĩ là đó không phải là cái vấn đề của nhiều bạn nha. Nhưng mà cũng cũng không biết được, tại vì học tại thi phòng có nhiều bạn thì học được nhưng mà lại tiếng Anh thì mình đi thi mà lại không được. Cũng không biết. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đá tiếp qua cái stream thứ hai, đó là in demand skill. Hồi nãy á thì là mình nói về những cái bạn mà đã học lên rất là cao rồi, còn bây giờ là mình sẽ nói về một cái nhóm ngành khác nó dễ hơn một chút, nhưng mà nó là đang thuộc về gọi là yêu cầu, gọi là nhu cầu của Ontario đúng không anh? In demand skill thì những cái tên nó gọi in demand là những cái nhóm ngành mà họ đang cần. Mà thông thường cái in demand thì họ nhắm tới những cái nhóm ngành thuộc cái tier 4 hoặc 5. Có nghĩa là nếu cái nóc hồi xưa là thuộc nóc C, nóc D, những nhóm ngành thấp. Có nghĩa là anh hay dùng cái từ là lao động phổ thông á. Thì thông thường những bạn nào, những cái người nào mà làm trong cái những cái nhóm ngành lao động phổ thông thì sẽ có thể đi theo cái in demand skill tier 4-5. Anh ơi, vậy thì anh có thể cho em hỏi là cái yêu cầu cho những cái người nộp đơn thì nó có dễ hơn so với những cái ngành khác không? Nó có yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc đúng không anh? Cái in demand skill thì nó sẽ kéo khi mà nó có in demand, có nghĩa là cái nhóm ngành đó nó nghĩ là nó sẽ cần, nó sẽ kéo. Và đối với in demand vì nó là cái nhóm ngành thấp chia 4-5, cho nên là cái yêu cầu nó cũng sẽ thấp hơn. Có nghĩa là cái minimum, cái yêu cầu tối thiểu là mình đi làm ít nhất là 9 tháng thôi, không cần phải 1 năm. Và cái tiếng Anh cũng vậy, thay vì hồi nãy mình nói là cái master yêu cầu COB 7 thì cái này nó yêu cầu có COB 4 thôi. Nếu mà COB 4 anh nhớ không lầm thì nó cũng tiếng Anh nó hình như cỡ khoảng 4.5 chấm gì đó, IELTS, thì khoảng đó nó thấp hơn nhiều. Và nó có yêu cầu cái học vấn của ứng viên là phải tốt nghiệp cái, vì nó là tier 4-5 cho nên là cái trình độ học vấn nó cũng yêu cầu là tối thiểu là chỉ cần là high school, có nghĩa là mình tốt nghiệp phổ thông là ok rồi. Và về cái phía bên doanh nghiệp khi mà họ thuê cái người lao động thì họ có những cái yêu cầu gì không? Cái về phía doanh nghiệp thì nó cũng giống như những cái chỗ khác, có nghĩa là đó nó mỗi yêu cầu là nếu như doanh nghiệp đó nằm trong GTA thì vẫn phải chứng minh được là thu nhập 1 triệu, và nếu ngoài TA thì ngoài GTA thì chứng minh là thu nhập trên 500. Và doanh nghiệp phải có một cái nhu cầu thật sự khi mà cần cái lao động đó, thì có nhu cầu thật sự và phải chứng minh được cái đó rồi. Ủa là họ phải chứng minh là họ không thuê được cái người bản địa không? Không phải, có nghĩa là họ chứng minh là họ thật sự cần cái công việc đó. Ví dụ như anh là một cái văn phòng mà bây giờ anh nói anh cần cái người làm lao động gì đó không liên quan thì không được, đúng không? Em hiểu rồi. Tại vì em cái công việc nó phải phù hợp với cái tính chất công việc của công ty. Tại vì em thấy là những cái nhóm ngành thuộc T4, T5 á thì cũng khá là nhiều những người lao động phổ thông mà mình có thể tuyển. Đúng rồi. Thì tier 4, tier 5 thì nói chung là cái nhóm ngành in demand thì nó nằm trong những người làm công việc phổ thông. Ví dụ như làm farm hay làm trong chợ, làm cắt thịt hay là làm cắt cá, làm ngoài này farm này nọ thì là những nhóm ngành lao động. Ok. Thì nãy giờ là khi mà anh có nói về cái chương trình Master, PhD và chương trình In Demand Skill thì em thấy nó khá là dễ so với những cái chương trình còn lại, thậm chí là nó cũng dễ hơn so với Express Entry. Thì anh có thể cho em hỏi là năm ngoái với năm nay thì anh có thấy nó kéo nhiều cái chương trình này không? Ok, thật sự ra thì nãy giờ mình nói chuyện là cái một cái là bên Master đúng không, PhD, còn một cái là In Demand. Thì theo như mình thấy cái lý thuyết thì tương đối là hai ngành này, hai cái chương trình này rất là dễ cho nhiều người, nhưng mà đời không có gì nó dễ dàng đó. Kinh nghiệm của mình thấy á, là hai cái ngành này thì cũng tương đối về mặt lý thuyết là nó dễ, nhưng mà cái cạnh tranh rất là nhiều, cho nên là đặc biệt là ngành master
sẽ rất là cũng khá là khó để cho nhiều bạn có thể qualify được, để mà đủ cái điểm qualify. Còn cái in demand á thì đồng ý là những cái nhóm ngành thuộc cái lao động phổ thông, tuy nhiên là họ rất là hiếm khi kéo cái họ rút yêu cầu cái chương trình in demand đó. Cho nên là cái khả năng mà để các bạn trông chờ mà nó kéo in demand thì cũng khá là thấp. Cho nên là nếu mà nói về OANP á thì chỉ có những cái chương trình ví dụ như là cái employer support, thì cái employer support nó có hai hướng là international hoặc là foreign skill, hoặc là cái hướng là express entry á, thì theo hai cái dạng đó là mình nghĩ là có khả năng cao nhất dành cho những bạn, đặc biệt là những bạn du học sinh đang ở Canada và muốn định cư theo chương trình tỉnh bang, thì mình nên nghiên cứu sâu và đi sâu nhiều hơn về theo cái hướng đó. Còn cái master thì tùy, đặc biệt nếu mà bạn nào học lên tới master thì mình có thể consider cái hướng master. Còn cái in demand thì theo mình thấy khả năng thì không có cao cho những bạn mà đi theo cái in demand đó. Ok, thì đó các bạn thấy đó, các bạn cứ xem những cái yêu cầu của các chương trình, và nếu như mà chỉ cần mình fit với một cái gì đó thôi thì mình cứ rải cơ hội của mình khắp mọi nơi thì... Một cái mới nhớ ra nữa là cái in demand á là nó nằm ở tier 4, tier 5. Cho nên nếu như các bạn mà bị stuck vào cái demand mà các bạn làm công việc tier 4, tier 5 á, thì mình vô tình mình lại bị stuck luôn, là những cái công việc bên tier 1, 2, 3 mình sẽ không làm được nữa. Đó là mình sẽ bị thụt cái cơ hội, không có thể làm express entry và cũng không làm những ONP theo cái dạng khác được. Đúng rồi. Thì nãy em cũng nghĩ tới luôn á, kiểu giống như là ví dụ như là anh có một cái bằng master mà anh có một cái công việc full time làm một năm rồi thì anh vẫn có thể nộp một cái chương trình khác đúng không? Nhưng mà ở trong cái group mà in demand rồi thì tại vì nhiều bạn bị cái tempting ở chỗ này nè, là những bạn master thì mình không nói rồi, nhưng mà những bạn ví dụ như học college ra, học đại học ra nhưng mà không kiếm được công việc gì khác thì mình lại đi làm những công việc tier 4, tier 5 để hy vọng mình maybe mình có thể dính được cái in demand. Nhưng mà vô tình cái work permit mình chỉ có 3 năm thôi, mà mình bị dính công việc nằm ở tier 4, tier 5 đó 2 năm rồi thì rất là khó để mà khi mình qualify được cho cái express entry hoặc là những cái chương trình ONP khác. Ok, mình mong là những cái gì mà nãy giờ mình với lại anh Justin ngồi đây chia sẻ với các bạn về hai chương trình vừa rồi á thì sẽ giúp cho các bạn sẽ có thêm thông tin để mà apply vào cái chương trình định cư ONP nếu như mà nó phù có phù hợp, nó có xảy ra. Ok, thì sắp tới tụi mình sẽ vẫn tiếp tục cái chuỗi series ONP, thì các bạn nhớ đón xem nhé, và nhớ nhấn like, share, subscribe kênh của tụi mình để nhận được thông báo khi mà tụi mình ra video mới nhé. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.